Các bạn đang nghe tác phẩm Việt Sử Toàn Thư tác giả Phạm Văn Sơn thực hiện ban biên tập trong web việt sử.org năm 2021 Phần 3 chương 10 Nhà hậu Lê Lê Lợi chấm dứt chế độ minh thuộc 1417 đến 1427 1 Giai đoạn đen tối 2 Giai đoạn tươi sáng 3 cuộc tổng phản công của giặc Minh mở ngoặc mặt trận miền Bắc đóng ngoặc 4 trận tụy động 5 Việt quân phong tỏa Đông Đô 6 trận chi lăng 7 quân Minh xin hòa giải 8 việc cầu phong 1 giai đoạn đen tối Nhà Hậu Trần quật khởi từ năm 1407 đến năm 1413 thì hoàn toàn thất bại. Dân Việt Nam như thua cay một ván cờ, thua cay vì không phải không đủ tư cách chơi ván cờ với Bắc Phương, nhưng vì kẻ thay mặt toàn dân ra chơi ván cờ quốc sự ấy quả thật bất tài, bất trí. Nhưng vì cuộc tranh đấu để giành quyền sống của dân tộc, đất đai của Tổ tiên từ ngàn năm đã có tính cách cổ truyền, nên mỗi lần thất bại, mọi tầng lớp nhân dân lại đoàn kết chặt chẽ để khôi phục độc lập. Từ nhà Hồ Đổ, nhà Hậu Trần Ngã Quỵ, nhân dân Việt Nam không hề ngừng tranh đấu để quân xâm lăng thiết lập dễ dàng các cơ cấu hành chính quân sự trên lãnh thổ nước nhà. Nên 5 năm sau, một nông gia làng Lam Sơn, huyện Thụy Nguyên, phủ thiệu hóa, đã bước ra lãnh đạo cuộc giải phóng dân tộc, rửa cái nhục bại trận của con cháu nhà Trần. Nhân dân đã hưởng ứng với lời hịch khởi nghĩa của người anh hùng áo vải đó, trong khi đẳng cấp quan liêu, trí thức, thức thời nằm im như thóc. Hoặc giả, nhân dân không còn tin tưởng gì nữa ở nơi họ, vì một số su mị thời thế chạy theo địch, một số đã tỏ ra bất tài bất lực trong cuộc đấu tranh lần này người được chọn mặt gửi vàng là ông lê lợi và các đồng chí phần lớn chỉ là những con người thảo giã cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc trong giai đoạn này so sánh với các cuộc chiến tranh trước đây có tính cách thuần túy nhân dân hơn cả vì khi khởi nghĩa các lãnh tụ đa số là tuyệt đối là nông dân lúc này đẳng cấp phong kiến đã rút gần hết vào hậu trường sân khấu ông lê lợi là nhân vật thế nào thời bấy giờ Lúc thiếu thời, ông đã trông thấy, thấy cái cảnh quốc phá gia phong như các sĩ phu khác giữa buổi ấy là lúc nhà hồ sụp đổ. Giặc Minh hiếp đáp đồng bào nên tuy là dòng dõi nhà hào trưởng giàu có, ông đã nuôi trí lớn, không muốn khoanh tay nhìn dân tộc chết dần chết mòn và phải sống cái sống nhục nhã của người dân mất nước. Ngoài kinh sử, ông nghiên cứu cả binh thư trận pháp để ứng dụng cái sở năng của mình vào việc cứu quốc sau này. Ông dùng tiền bạc dư dật trong nhà để thu phục nhân tâm, kết nạp hiền sĩ khắp nơi nên nổi tiếng mạnh thường quân một phương. Bọn quan tàu thấy ông được nhân dân yêu mến, chuộng cho người đến dụ. Có khi dùng uy thế để dọa nạt, nhưng ông nhất định chối từ. Ông thường nói với những người thân tín rằng, Đại trượng phu sinh ra ở đời để phò nguy cứu khổ. Lưu tiếng lại nghìn năm, chứ đâu để làm tôi tớ người ta. Một mặt ông chuẩn bị thóc gạo, tiền bạc chờ ngày dùng đến. Ngày đêm, ông cùng một số đồng chí là Lê Văn An, Lê Văn Linh, Trịnh Khả, Bùi Quốc Hưng, Nguyễn Sí, Lê Sát, Lý Triện, Trịnh Lỗi, Lê Ngân, Đinh Lễ, rồi sau có Nguyễn Trãi và Trần Nguyên Hán cùng nhau bàn mưu tính kế trong rừng núi miền Lam Sơn. chú thích theo Việt Nam sử lược khi Bình Định Vương đã nổi lên ít lâu tức là năm 1420 mới gặp Nguyễn Trãi ở Lộ Giang. Nguyễn Trãi dâng bài sách Bình Ngô rồi được dùng làm tham mưu hết chú thích cuối năm Đinh Dậu 1417 binh lương khí giới đầy đủ ông chọn ngày khởi binh vào sơ tuần tháng Giêng năm Mậu Tuất. 1418 Vì cuộc bại trận của nhà Hồ và nhà Hậu Trần Lòng người còn hoang mang Nguyễn Trãi phải lợi dụng lòng mê tín của nhân dân Như Trần Thắng cuối đời Tân Tần Mà ngoặc Trần Thắng viết ba chữ Trần Thắng Vương vào mảnh lụa Giấu vào bụng cá Quân sĩ mổ cá thấy cho là trời đã định nên tin theo Thắng Nhưng sau Thắng cũng thất bại Đóng ngoặc ông cho nhúng bút vào mật viết lên nhiều lá cây trong rừng tám chữ lê lợi vi quân nguyễn trãi vi thần sau đó kiến theo đường mật ăn thủng lá thành hình tám chữ kể trên nhân dân cho là điểm thần dị đồn đại rất nhiều nên người ta theo mỗi ngày một đông lê lợi phất cờ khởi nghĩa xưng là bình định vương phong cho nguyễn trãi chức hàn lâm thừa chỉ học sĩ Ngày đêm ở trong quân trướng bản tính mọi việc và làm các văn thư từ lệnh. Lực lượng của ta và của Tàu lúc bấy giờ tranh, nhạc, tranh lệch nhau nhiều lắm. Tàu có tới 10 vạn quân đóng ở khắp nơi sung yếu. Quân của Vương có độ vài nghìn nên cuộc chiến đấu rất là gian lao. Bấy giờ đại bản doanh miền Nam của Minh do Mã Kỳ và Lý Bân cầm đầu đóng đô ở Tây Đô, Thanh Hóa nghe tin Lam Sơn nổi quân cách mạng liền đem quân đến đánh. Vì thực lực còn mỏng manh, Vương phải dùng thế du kích và phục binh, cũng có nhiều khi thắng lợi. Có lần, Vương đóng quân ở Lạc Thủy, tức Cẩm Thủy, Phủ Thanh Hóa, Phủ Quảng Hóa, để nhử giặc đến. Cùng năm ấy, có trận đánh Lý Bân ở Mường Một, đã có phen Vương thua phải bỏ cả vợ con cho giặc bắt để rút lui về núi Chí Linh tháng 4 và tháng 5 kỷ hợi 1419, Vương tấn công đồn chính và đồn Nga Lạc, thuộc huyện Nga Sơn, Thanh Hóa, giết được tướng Minh là Nguyễn Sao, nhưng thế vẫn yếu nên lại rút về núi Chí Linh, là vị trí chiến lược và nơi thủ hiểm duy nhất của Vương lúc bấy giờ. Trí Linh là một ngọn núi thuộc tỉnh Thanh Hóa. Có một lần, giặc đem nhiều binh đội đến vây Chí Linh, tình cảnh của Vương rất là nguy khốn. Lê Lai đóng vai Kỷ Tín Kỷ Tín ngày trước chịu chết cho Hán Cao Tổ Mặc áo ngự bào Giả làm Lê Lợi Cưỡi voi ra đánh nhau với giặc để cho giặc bắt Quân giặc tưởng Lê Lai là Bình Định Vương Giết đi rồi yên trí lui quân về Tây Đô Chú thích Lê Lai chết thay cho Lê Lợi Lê Lợi hứa rằng sau này mình chết Thì con cháu phải cúng dỗ Lê Lai trước Ngày 22 tháng 8 Nhuận năm quý sửu Nhằm năm ký sửu 1435, vua Lê Thái Tổ mất nên ngày 20, 21 là ngày kỷ niệm Lê Lai. Sau này có câu, 21 Lê Lai, 22 Lê Lợi là vì việc này. Hết chú thích. Sau khi kế sách này thành công, Vương Thu Tàn Quân qua đóng ở Lư Sơn, phía tây châu Quảng Hóa, và cho người sang cầu cứu Ai Lao. Trong năm ấy, nhiều người Việt như Chi Phủ Phan Liêu ở Nghệ An, Trịnh Công Trứng ở Hà Đông, Lê Hành Nguyễn Đặc ở Quái Châu, Nguyễn Gia Cấu Trần Nhuệ ở Hoàng Giang, Lê Ngã ở Thủy Dương cũng nổi lên chống nhau với quân Minh. Hồi tháng 10 năm canh tí 1420, Vương đóng quân ở làng Thôi, tính xuống phá giặc ở Tây Đô thì Lý Bân dẫn đại binh đến, bị đại quân của ta đánh thua liềng xiềng ở Thi Lang. Vương Tiến Đóng Lỗi Giang là một vùng thuộc huyện Cẩm Thủy bên sông Mã và Ba Lậm. Giặc Minh phải đặt quân giữ Nga Lạc và Quan Du để đề phòng Tây Đô. Tháng 1 năm Tân Sửu, tức năm 1421, quân Minh không còn dám coi thường lực lượng của Bình Định Vương. Mấy vạn tinh binh của tướng Minh là Trần Trí chuyển đến Ba Lậm, hẹn cùng quân Lào hai mặt đánh ập lại quân ta theo lệnh của vương nhân giặc ở xa kéo đến còn mỏi mệt liền mở cuộc tấn công vào ban đêm giặc bị hại mất hơn một ngàn người trần trí tức lắm sáng hôm sau xuất toàn lực giao chiến với quân ta nhưng bị quân ta đã sắp sẵn thế phục binh và đánh kịch liệt quá phải tháo lui trong lúc này ba vạn quân lào giả sưng sang giúp quân ta nửa đêm kéo tới bình định vương không ngờ có sự dối trá nên mất một tướng là lê thạch bị tên của giặc bắn chết tuy vậy quân ta vẫn giữ vững được trận tuyến và mọi căn cứ quân lào phải rút lui về năm sau tức năm nhâm dần 1422 từ đồn ba lậm quân ta tiến đánh đồn quan gia bị liên quân minh lào đánh đánh lối gọng kìm không cầm cự được phải chạy về giữ đồn khôi sách giặc thắng thế đuổi theo bao vây bốn mặt rất nguy kịch vương bản với tướng sĩ liều chết mà một đường sương máu rút về trí linh xét ra trước sau bình định vương chạy về Chí linh ba lần sau những phen thất trận với lần thứ ba này quân sĩ hao tổn nhiều lương thực cạn sạch hai tháng liền binh sĩ phải ăn rau ăn cỏ làm thịt cả ngựa voi tinh thần kiệt quệ để khôi phục lại nguyên lực vương bất đắc dĩ phải sai lê chân xin hòa với giặc quân minh ưng thuận vì xét đánh không lợi và có ý chiêu dụ dần vương đem quân về lam sơn một thời bọn trần trí sơn thọ thường cho người đem biếu vương châu ngựa cá mắm cùng thóc lúa vương lấy vàng bạc cho lê chân đem tạ nhưng sau có sự ngờ vực sặc giữ lê chân lại vương đem quân về lư sơn từ đấy đôi bên tuyệt giao năm giáp thìn quân đội ta đã dư sức lương thực dồi dào thiếu úy lê trích đưa ra vấn đề đánh nghệ an để mở rộng khu vực và lấy chỗ nương tựa ở vùng núi hiểm trở của địa phương. Sau đó sẽ tiến đánh Đông Đô. Vương đồng ý liền cho đánh đồn Ba Cang do Lương Như Hốt làm chấn thủ. Lương Như Hốt xưa là tướng nhà Trần sau hàng quân Minh. Hốt bỏ chạy, quân ta đánh tiếp đồn Trà Long. Đi lên núi Bố Liệp thì nghe đại quân của Trần Trí Chí, Phương Chính kéo tới. Vương cho quân mai phục các địa điểm chém được tướng giặc là Trần Tùng và 2.000 quân địch bắt được 100 con ngựa Bọn Trần Trí bỏ chạy, thì đồn Trà Long bị uy hiếp. Chi phủ cầm bành chờ viện binh không thấy, sau phải mở cửa đồn xin hàng. 2. Giai đoạn tươi sáng, mặt trận miền Nam Bấy giờ Hoàng Phúc đã về tàu, Trần Hạp sang thay nhận thấy tình thế nghiêm trọng liền tâu về Minh Đế. Cho đến giờ phút đó, quan của nhà Minh vẫn coi thường quân khởi nghĩa nên không thông tin về Bắc Triều minh đế xuống chiếu của trách bọn trần trí đòi phải dẹp ngay cho xong quân nghịch trần trí phải huy động toàn bộ thủy lực giao chiến cùng vương trên trận tuyến từ, hiệp, từ huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh đến mạng thượng du khả lưu ở bắc ngạn sông lam giang ở đây quân ta dùng thế nghi binh ban ngày Vương cho kéo cờ đánh trống đêm đốt lửa còn các nẻo đường quân giặc tiến qua thì có phục binh chờ sẵn quân giặc bất ngờ đi vào trận địa bốn mặt quân ta đánh ập tới. Minh mất hai tướng là Chu Kiệt bị bắt và Hoàng Thành bị chém. Trần Trí lui quân và giữ thành Nghệ An. Thành này năm sau, tức năm Ất Tị 1425, bị quân ta vây trùng trùng điệp điệp. Thanh thế của vương lúc bấy giờ lừng lẫy, đi đến đâu cũng được nhân dân đón rước náo nhiệt và đem châu bò, thóc gạo, cung đốn vui vẻ, Vương nghiêm quân lệnh không cho quân lính phạm vào tài sản của dân chúng, trừ những thứ gì thuộc về giặc minh, nhiều phủ, huyện, ra quy thuận và xin tình nguyện đem quân đánh thành Nghệ An. Tỷ dụ chi phủ Ngọc Ma là cầm, cầm quý giữ phủ chấn định. Nghệ An lúc bấy giờ là điểm chính của cuộc tấn công cho Nam quân. Toàn cõi Nghệ An chẳng bao lâu thuộc về ảnh hưởng của Nam quân. Bọn Trần Trí cố chết giữ lấy thành đợi viện binh tới sau có Lý An ở Đông Quan đem quân do đường bể và cứu họp với quân trong thành đổ ra cùng đánh quân Minh bị nhử đến sông Độ Ra thì bị quân ta đánh tan Trần Trí chạy thoát về Đông Quan còn Lý An vào đóng trong thành lại bị vây như trước Nguyễn Trãi bàn nên đem quân đi đánh các nơi khác còn hơn tập trung toàn lực bao vây thành Nghệ An vì vậy Vương hạ lệnh cho Tư Không Đinh Lễ đem một đạo binh ra phía Bắc đánh chiếm Diễn Châu Tư đồ Trần Nguyên Hãn, thượng tướng Lê Nỗ, chấp lệnh Lê Gia Bồ, đâm hơn 1.000 quân tấn công phía Nam lấy Tân Bình, tức là Quảng Bình, Quảng Trị, Thuận Hóa, tức là Thừa Thiên, Quảng Nam. Tại Diễn Châu, đô ti của giặc là tự Trương Hùng từ Đông Quan kéo 300 chiếc thuyền lương vào bị Đinh Lễ đón đánh, Thiên Hộ Trưởng và 300 quân tử trận. Hùng bỏ chạy được, quân ta cướp được các thuyền lương và đuổi giặc ra tới Tây Đô nghe tiên đinh lễ thắng bình định vương phái thêm hai nghìn tinh binh cùng lê sát lưu nhân chú lý Triện và bùi bị hợp với lễ đánh tây đô tại đây giặc và ta kịch chiến quân ta chém được hơn 500 tên và bắt được rất nhiều tù binh sau đó ta vây chặt tây đô như nghệ an đạo quân của trần nguyên hãn và lê nỗ tới sông bố chính thì gặp giặc bọn hãn tiến dùng chỗ hiểm đặt phục binh ở mặt sau hãn giả thua chạy tướng giặc là nhậm năng thúc quân đuổi giết đến chỗ có phục binh thì hãn quay lại mở cuộc tấn công vào các ngả giặc tranh nhau chạy trốn lăn xuống sông chết rất nhiều giữa lúc này vương cho lê ngân lê bôi lê văn an dẫn thủy quân và bảy mươi chiếc thuyền dùng đường bể và tăng cường cho đạo quân đánh tân bình quân ta đuổi quân địch vào tới tân bình thuận hóa thế mạnh như trẻ tre giặc không sao chống đỡ nổi Thế là từ Tây Đô trở vào Nam, quân ta làm chủ, trừ mấy thành lẻ tẻ. Ở đây, tam mộ thêm được mấy vạn binh sĩ nữa để đưa ra mặt trận miền Bắc. Từ đấy quân ta mỗi ngày một mạnh, tinh thần quân dân lên rất cao. Các tướng tôn vương lên làm đại thiên hành hóa, nghĩa là thay trời làm việc để tăng thêm uy tín với nhân dân. 3. Cuộc tổng phản công giặc minh, mặt trận miền Bắc Ban trinh sát của ta lúc này biết rõ giặc tập trung hầu hết các đại tướng ở hai nơi quan trọng là Nghệ An và Đông Đô. Còn các đồn nải khác lực lượng của giặc rất mong manh. Vương liền tiến quân ra Bắc Việt lập một trận tuyến theo đường vòng cánh cung, đánh vào các miền Thiên Quan, Quảng Oai, Quốc Oai, Gia Hưng, Quy Hóa, Đà Giang, Tam Đái, Tuyên Quang là những căn cứ giáp thượng du về hai phía Tây Bắc trận tiến này do khu mật đại sứ Phạm Văn Khảo, Thái úy Lý Triện, phụ trách đón viện binh của giặc từ Vân Nam kéo xuống do đường thủy hay đường bộ. Một trận tuyến thứ hai kéo từ Khoái Giang, Bắc Giang, Lạng Giang, Thiên Trường, Kiến Sương, Tân Hưng, Ninh Giang do Lưu Nhân Chú và Bùi Bị điều khiển phòng viện binh từ Lưỡng Quảng tiến sang và chiếm đánh miền Đông Nam Trung Châu xứ Bắc. Thêm vào lực lượng Đông Nam, có Đinh Lễ và Nguyễn Xí cũng đem một đạo quân ra tiếp theo, đánh thốc lên. Tại Tây Bắc, Lý Triện lấy được quốc oai và tam đoái rồi đánh xuống Đông Quan. Trần Trí đem quân ra đóng Ninh Kiều và ứng thiên. Theo Trần Trọng Kim, các nơi này chắc là vùng huyện Từ Liêm, Thanh Oai về quãng sông Nhuệ và sông Đáy. Có lẽ để tránh sự uy hiếp và phong tỏa thành Đông Quan nhưng bị thua trận phải rút về đóng phía Tây sông Ninh Giang, khúc trên sông Đáy tháng 9, hơn một vạn niên binh Vân Nam kéo sang dưới quyền tiết chế của Vương An Lão. Lý Triện bàn với Phan Văn Xảo, đem một ngàn quân ra đánh ở Tam Giang, tức là Việt Trì. Giặc bị giết và chết đuối ở đây rất nhiều, còn Lý Triện và Đỗ Bí, theo giết Trần Trí, cố ý không cho hai cánh quân mới cũ của giặc hợp nhất. Trần Trí lại bại trận một phen nữa, bị đuổi đến làng Nhân Mạc, mất một tướng là Lý Vi Lạng và chết hơn một nghìn binh hai cánh quân của ta thắng trận xong tập mộ tập hợp làm một trở lại bao vây đông quan giặc thấy thế mỗi ngày một nguy ở ngoài bắc nên trần trí phải gửi thư gọi phương chính ở nghệ an ra gần như phải hy sinh mặt trận miền nam để cứu lấy căn bản phương chính được tin đông quan nguy ngập liền để thái phúc giữ thành nghệ an vội xuống thuyền theo đường bể ra bắc từ giai đoạn này trở đi chiến thuật chiến lược của việt quân thay đổi hẳn vì lực lượng và quân số của ta có thể dồi dào như của, như của địch. Tại các địa điểm sơn cước, dĩ nhiên ta vẫn phải lợi dụng các nơi hiểm trở để phục binh đón giặc. Còn các miền đồng bằng ta mở các trận địa chiến đại quy mô, do thế ta mới bao vây được giặc ở Đông Đô, Tây Đô và Nghệ An là các căn cứ quan trọng và mạnh mẽ nhất của đối phương. Lương thực cũng sung mãn vì bóng cờ đại thiên hành hóa tới đâu nhân dân các miền quê tự ý hợp nhau cung đốn châu bò, rượu thịt, vừa để quân đội dùng, vừa để khao thưởng các trận đại thắng. Thật bỏ lúc có lần hai tháng phải đào củ giấy, cắt măng vào và giết voi ngựa để nuôi sống nhau trong những ngày đen tối ở Chí Linh. Phương Chính vừa xuống thuyền ra Bắc thì vương cho Lê Ngân, Lê Văn An, Lê Bôi, Lê Thận, Lê Văn Linh ở lại tiếp tục với chặt thành Nghệ An còn Ngài đem quân theo đường bộ đuổi cấp Phương Chính ra đến Thanh Hóa. Ngài cho đánh Tây Đô nhưng giặc cố thủ nên đánh không được. Quân ta đến đóng ở Lội Giang. 4. Trận Tụy Động Tháng 11, Minh Đế Phái Trinh Di, tướng quân Vương Thông và tham tướng Mã Anh đem 5 vạn quân sang cứu Đông Quan, Trần Trí và Phương Chính bị lột hết chức tước đặt dưới quyền sử dụng của các tướng mới. Tới nơi, Vương Thông tập hợp cả quân cũ và mới được 10 vạn, cùng ta quyết chiến một trận lớn. Trận thế của quân Minh liền sắp đặt như sau. A. Vương Thông dàn quân ở bến Cổ Sở, thủ huyện Thạch Thất, Phủ Quốc Oai, Sơn Tây. B. Phương Chính đóng ở Sa Thôi, thuộc hiện Từ Liêm. C. Mã Kỳ đóng ở Thanh Oai, bên bờ Nhuệ Giang. Các đồn ải đặt liên tiếp nhau dài hơn 10 dặm để tiện việc chống nhất, thống nhất hiệu lệnh và tương trợ. Bên ta, Lý Triện và Đỗ Bí đem quân và voi đến Ninh Kiều phục ở Cổ Lám như Mã Kỳ tới. Mã Kỳ đến cầu Tam La, chỗ giáp giới huyện Thanh Oai và Từ Liêm thì bị phục binh của ta đánh. Nhiều kẻ phải chạy xuống đồng, đầm, đầm lầy và bị chém tới hơn 1.000 người. Quân ta đuổi theo tới làng Nhân Mục bắt được 500 tên, riêng Mã Kỳ một người một ngựa trốn thoát. Lý Triện thừa thắng đánh luôn tới cứ điểm của Phương Chính. Phương Chính thấy Mã Kỳ bại cũng không dám chống với quân ta, cùng Mã Kỳ về hợp với Vương Thông vẫn đóng nguyên vẹn ở bến cổ sở. Tại đây đại quân của Vương Thông sắp đặt kế phục binh, chờ quân ta đến tấn công. Quả nhiên Lý Triện tới quân Minh giả thua như quân Việt đến, thế trận có cắm trong sắt của họ. Tại đây, voi bị trông tranh, tiến lên được, quân mai phục của giặc đổ ra. Lý Triện thua chạy về giữ cao bộ, thuộc huyện Thanh Trì, và gọi quân của Đinh Lễ và Nguyễn Xí đến. Ngay đêm ấy, 2.000 viện quân và hai con voi đến hợp với quân Lý Triện, chia ra phục ở Tụy Động, thuộc huyện Mỹ Lương và Trúc Động, thuộc huyện Trương Đức phía đông sông đáy chỗ ngã ba thá ở đây ta bắt được do thám của giặc Biết Vương Thông đã chuyển lực lượng đến Ninh Kiều và có một đạo quân đang lén đánh ở mặt sau quân Lý Triện. Họ chỉ chờ có tiếng súng hiệu là hai bên đánh lối gọng kìm vào quân ta. Biết được mưu giặc, bên ta định luôn kế hoạch và phân phối lực lượng theo chiến lược lùa giặc vào trong đinh lễ cho người bắn súng, quân giặc liền tiến vào chiến trường tự động. Ở đây, trời đang mưa, đường lầy lội, quân ta bốn mặt đánh ập lại, thượng thư Trần Hạp và nội quan Lý Lương bị chém, quân Minh xéo lên nhau và nhảy cả xuống sông nghẽn cả dòng nước. Giặc chết ở đây tới 5 vạn người và bị bắt sống hơn một vạn cùng rất nhiều khí giới đồ đạc. Trận tụy động đáng kể là một trận lớn nhất từ ngày có cuộc chiến tranh giải phóng. Trận này xảy ra hồi tháng 10 năm Bính Ngọ 1426. Xét về quân số của đôi bên trong trận tự động, ta thấy có điều đáng hoài nghi. Nói rằng quân Vương Thông chết tới 5 vạn và bị bắt hơn một vạn mà quân của Đinh Lễ lý triện chỉ mấy nghìn mà thắng được như thế có khác nào lấy tay xua đám ruồi nhặng. Quân Minh đâu lại hèn quá như vậy. Con sông đáy về hạt Trương Mỹ là con sông nhỏ dẫu có ngập sắc chết cũng chẳng chứa đựng tới 5 vạn người trên một khúc vì chiến trường tụy động chỉ lanh quanh trong khu vực huyện Trương Mỹ. Cổ sử của ta, tức là Việt sử, ắt có điều thiên vị mà nói ngoa như vậy, đã đành rằng trong trận này có đại tướng xuất binh và là một trận mà địch quân lớn, quân số của giặc nhiều hơn quân ta gấp 5, 7 mà thôi, và giặc đã đại bại nên sau đó phải rút cả vào thành Đông Quan. 5. Việt quân phong tỏa Đông Đô Bình Định Vương đang đóng ở Lỗi Giang, Thanh Hóa, thì được tin mặt trận miền Bắc của ta thắng thế. Xét cần giải quyết mặt trận này để kết liễu chiến tranh vì lực lượng của địch 10 phần đã suy nhược tới 6-7 và ta đã thu phục được cần hết các đất đai trong nước. Vương liền tiến đại quân ra Bắc. Tới nơi, việc phân phối quân đội thủy bộ được dễ dàng vì địch đã rút hết binh đội vào thành Đông Quan. Bùi bị đem một vạn bộ binh bí mật đóng ở Tây Dương Kiều. Quân của Vương hạ trại ngay gần thành Đông Quan, thủy quân của giặc tan rã các chiến thuyền từ Hát Giang thuận dòng sông Nhị tới đóng ở bến Đông Bộ Đầu. Từ khi Bình Định Vương có mặt tại trận tuyến Bắc Việt, nhân tài hào kiệt ra đón chào và nô nước đi theo đánh giặc. Vương tùy theo khả năng của mọi người mà giao phó trách nhiệm. Bấy giờ các tướng minh ở nơi xa thấy đông đô lâm vào cảnh cơ nguy và nền đô hộ của họ không có tương lai nên nhiều kẻ chán nản mở cửa cửa thành xin quy phục theo lời chiêu hàng của Nguyễn Trãi. Bình Định Vương xét có thể lập được quần máy chính quyền để tăng cường tinh thần chiến đấu và lòng tin cậy của nhân dân trong giai đoạn chót, nên chia ngay Bắc Việt ra làm bốn đạo. Một, Tây Đạo gồm Trấn Tam Giang, Tiên Quang, Hưng Hóa. Hai, Đông Đạo gồm Trấn Thượng Hồng, Hạ Hồng, Thượng Sách, Hạ Sách và Lộ An Bang. Ba, Bắc Đạo gồm Trấn Bắc Giang và Thái Nguyên, 4. Nam đạo gồm Khói Châu, Lý Nhân, Tân Hưng, Kiến Sương, Thiên Trường. Đối với Vương Thông và các tướng lĩnh trong thành Đông Đô, Bình Định Vương cùng quan Hàn Lâm thừa chỉ là Nguyễn Trãi, xét họ đường đường là những quân nhân có tên tuổi của Bắc Triều. Không thể dùng từ lệnh chiêu hàng mà cần bàn cuộc giảng hòa bằng lời thư khéo léo, mềm mỏng để giữ thể diện cho họ rút về nước là hơn, khỏi kéo dài chiến tranh và bớt sự hao tổn tài sản tính mạng nhân dân, nguyễn trãi liền viết thư cho vương thông cương nhu đủ rộng, cởi buộc đủ các lẽ, có khi họ nguyễn không từ miệng cọp vào thành đông quan và nhiều thành khác lấy lẽ lợi hại chưa dụ các tướng của địch. thái độ của vương thông và đồng bọn thế nào? bên trong các tướng lĩnh minh từ Vương Thông, Sơn Thọ trở xuống đều nhận thấy tình thế lúc này của họ là tuyệt vọng. Cũng muốn có cuộc bãi binh nhưng lại thắc mắc về cái nhục chiến bại. Rồi sau họ cũng thuận việc giảng hòa và lục tờ chiếu của vua Minh niên hiệu Vĩnh Lạc 1407 nói về việc khôi phục họ Trần để cùng họ Vương lo liệu cuộc đình chiến. Bấy giờ có người tên là Hồ Ông, xưng là cháu ba đời của vua Nghệ Tông, trốn ở Ngọc Ma. Vương cho đón về đổi tên là Trần Cao, lập lên làm vua. Vương xưng là vệ quốc công. Sau đó vương làm sớ lên Miên đế xin tôn lập Trần Cao làm quốc vương nước Nam. Ở đây ghi là Miên đế, thực ra phải là Minh đế xin tôn lập Trần Cao làm quốc vương nước Nam và đính ước với Vương Thông gọi quân các nơi về họp ở Đông đô để sửa soạn việc hồi hương. Công chuyện dường như ổn thỏa thì bọn Việt gian phản đối. Chúng khéo nhắc chuyện bãi chiến xưa kia giữa binh đội nhà Nguyên với các tướng nhà Trần đã xảy ra một việc thiếu thành thực khi Ô Mã Nhi về tàu. Hưng đạo vương cho gia nhân ngầm đục thuyền khiến Ô Mã Nhi phải bỏ mạng trên bạch đằng Giang. Bọn vương thông bấy giờ đang bị khủng hoảng tinh thần liền nghe bọn họ, tức là Trần Phong Lương Nhữ Hốt. Sở dĩ mấy kẻ Việt gian đó phá cuộc giảng hòa bởi chúng không những sợ mất địa vị, lại còn lo nguy đến tính mạng của chúng và vợ con. Vương Thông vì thế sinh ra gian dối, bên ngoài mềm mỏng với Bình Định Vương, bên trong ngầm sai người về Tàu, xin viện quân của Minh Triều, vừa cầu cứu cả cố hư Hưng Tô, chấn thủ Quảng Tây. Hồi tháng 6 năm Đinh Tị 1427, đạo quân Quảng Tây tới cửa ải Pha Lũy, có lẽ thuộc Lạng Sơn, bị các tướng của ta là Lê Lựu, Lê Bôi đánh tan, khiến họ vương đành thúc thủ chờ viện binh chính thức. Trong giai đoạn này, Việt quân khắp mọi nơi đều giữ thế công và quân Minh giữ thế thủ vì không đủ tinh thần mở các trận đại quy mô nữa. Bình Định vương vừa đánh vừa tung hịch đi khắp nơi để chiêu hàng. Những trấn thành còn đang nằm trong tình thế chờ đợi. Đầu năm Linh Tị 1427, bọn Thái Phúc và Tiết Tụ giữ thành Nghệ An và Diễn Châu mở cửa xin hàng. Bình Định Vương tiến đóng đại bản doanh ở Bồ Đề, một căn cứ ở phía bắc sông Nhị để chỉ huy việc công phá thành Đông Quan. Trịnh Khả đánh cửa Đông, Đinh Lễ đánh cửa Nam, Lê Cúc đánh cửa Tây, Lý Triện phá cửa Bắc. Trong lúc quân Minh suy nhược ta mất hai đại tướng vì khinh địch, Lý Triện giữ từ liêm không đề phòng cẩn thận, bị quân của Phương Chính đánh lén từ trận. Đinh Lễ, Nguyễn Xí trốn thoát, còn đinh lễ bị chết. Một mặt vây đánh giáo giết thành đông quan, một mặt phương thiết quân luật để giữ trật tự trong quân dân như sau: một cấm tả đạo, tức là chuyện ma quỷ để lừa dối nhân chúng; hai những dân bị loạn ly phải siêu tán được trở về nguyên quán làm ăn như cũ; ba vợ con và thân nhân của những ai làm việc với giặc được phép lấy tiền để trục tội. 4. Tù binh được đưa về thiên trường Lý Nhân Kiến xương, Tân Hưng nuôi nấng tử tế. Đối với dân thì như vậy, còn đối với các phần tử của chính quyền có 3 điều gian này. 1. Cấm lừng khừng 2. Cấm khi mạn 3. Cấm gian dâm Các tướng sĩ phải theo 10 điều quân kỷ dưới đây. 1. Trong quân không được làm điều huyên náo, 2. tránh những tin đồn nhảm làm hoang mang lòng người. 3. lâm trận thấy cờ phất chống dục thì phải tiến. 4. thấy kéo cờ dừng chân thì ngừng bước. 5. nghe chiêng đánh hồi quân thì phải lui. 6. giữ nghiêm hàng ngũ. 7. phải lo việc quân trước việc gia đình. 8. cấm ăn cắp hối lộ của dân đinh phải đi lính và làm sổ sách mập mờ. 9. Phải công bằng trong việc xét công trạng binh đội. 10. Tránh việc gian dâm trộm cắp. Tướng sĩ nào phạm một và một trong 10 điều dân này cũng đủ bị tội chém. Nhờ có quân lệnh nghiêm ngặt như vậy nên dân chúng rất có cảm tình với quân kháng chiến và nhiệt liệt tham gia cuộc tranh đấu. 6. Trận Chi Lăng Tin Vương Thông thua trận tự động, Trần hạt bỏ mạng, đại quân hao tổn rất nhiều, đã chấn động cả Triều Minh vua Minh liền phái trinh lực trinh lự phó tướng quân An Viễn Hầu Liễu Thăng, tham tướng Bảo Định Bá Lương Minh, đô đốc Thôi Tụ, binh bộ thượng thư Lý Khánh, công bộ thượng thư Hoàng Phúc, thổ quan Hữu Bố Chính xứ Quảng Tây tiến vào Việt Nam. Một đạo khác do Trinh Nam tướng quân kiêm quốc công Mộc Thạnh, tham tướng Hưng An Bá Tử Hạnh, Tây Ninh Bá Đàm Trung điều động gồm 5 vạn lính và một vạn con ngựa đồng thời sang tiếp viện cho lực lượng của Vương Thông đang bị vây hãm ở Đông Đô. Quân Liễu Thăng tràn vào cửa Pha Lũy, tức Nam Quan. Quân Mộc Thạnh vượt qua cửa Lê Hoa, tương truyền thuộc Tuyên Quang. Tin viện binh đến đã được mang ra thảo luận rất sôi nổi. Trái với ý kiến của nhiều tướng lính, Bình Định Vương cho rằng nhân dịp này đem hết sức mạnh để lấy Đông Đô là hạ sách mà đánh tan quân cứu vệ viện được thì tất nhiên đông đô không đánh cũng phải hàng. Như vậy là bắn một mũi tên được hai con chim. Việc này được mọi người hoan nghênh. Vương liền hạ lệnh cho dân chúng các vùng Lạng Giang, Bắc Giang, Tam Đái, Tuyên Quang, Tuy Hoa, Tản Cư, áp dụng kế thanh giã, tức là vườn không nhà trống, các cứ điểm được sắp đặt kỹ, sắp đặt kỹ càng để đợi viện quân của đối phương và quân giặc đến thì đánh ngay bởi chúng vượt dặm trong ít ngày tới nơi nên phải mệt nhọc quân ta được nhàn nhã sung sức tất có hy vọng chiến thắng dễ dàng lê sát lưu nhân chú lê linh lê thụ lĩnh một vạn tinh binh và năm con voi phục ở ải chi lăng chờ quân liễu thăng phạm văn xảo lê khả lê trung lê lý chia quân các nơi chặn giặc tướng giữ ải năm quan thuộc phá lũy là Lê Lựu, Việt Nam sử lược chép là Trần Lựu, thấy giặc vừa đông vừa mạnh, tự lượng không chống nổi, rút về Ai Lưu, giặc tiến đánh Ai Lưu, Lê Lựu rút về Chi Lăng, giặc tiến đánh Chi Lăng thì gặp phục binh của ta, Lê Lựu ra khiêu chiến như giặc đuổi theo, nghe tiếng pháo hiệu nổ, biết Liễu Thăng và quân bản bộ đã vào đúng trận thế, các tướng Lê Sát, Lưu Nhân Chú, hô quân phục, hô quân mai phục bổ vây chặt chẽ giặc hoảng hoảng hốt chen nhau giày xéo nhau mà chết liễu thăng cùng một trăm quân quân kỵ chạy đến chỗ bùn lầy thì không tiến được nữa bị chém ở núi mã yên trận này khởi từ ngày 18 tháng 9 đến ngày 20 thì kết liễu chủ tướng chết cùng hơn một vạn binh sĩ đạo quân tiếp ứng ba vạn người của lê lý vừa kịp đến nhân cái đà thắng trận ùa vây đánh quân minh chém được lương minh vào ngày 25 Lý Khánh lâm bước nguy kịch ba hôm sau cũng tự sát trong đám loạn quân. Còn lại Hoàng Phúc thôi tụ, đem tàn quân chạy về thành Sương Giang. Thành này xây ở xã Thọ Sương, Phủ Lãng Giang. Nửa đường họ bị quân Lê Sắt đuổi kịp đánh cho tơi bời. Thôi tụ liều chết chạy được tới thành Sương Giang thì thành này đã treo cờ Việt quân. Chiếm được thành này là tướng Trần Nguyên Hán. Thôi tụ đành phải rút lui ra ngoài, đồng lập trại và đắp lũy để chống giữ. Lúc này trời mưa bão, giặc không tiến được đêm tối thôi tụ cho bắn súng làm hiệu để quân trong hai thành đông quan và trí linh tới cứu không biết hai nơi này cũng đang lâm nguy bình định vương chia quân chặn hết các địa điểm thủy bộ từ cửa ải mã yên chi lăng và pha lũy trần nguyên hãn được đặc ủy trận đường vận lương của giặc thôi tụ hoàng phúc biết tiến thoái đều không có lỗi không có lối xin hòa nhưng ngầm di binh đến thành trí linh vương biết mưu gian cho lê vân lê ý xông vào chém được hàng vạn thủ cấp bắt sống được thôi tụ và hoàng phúc cùng rất nhiều tù binh thế là đạo quân liễu thăng chưa vào tới miền đồng bằng bắc bắc việt đã bị cái cảnh chúc trẻ ngói tan vô cùng bi đát mộc thạnh đem quân đến cửa lê hoa gặp các tướng phạm văn xảo lê khả theo mật lệnh của vương các tướng bố trí quân mai phục nhưng không được vội giao chiến vì Mộc Thạnh là lão tướng có kinh nghiệm chiến trường, không hành quân một cách sốc nổi, hẳn còn chờ xem sự thành bại của Liễu Thăng rồi mới hành động. Khi diệt được đạo quân của Liễu Thăng, Vương cho dẫn một viên chỉ huy, ba viên thiên hộ trong số tù binh cùng sắc thứ ấn tín của Liễu Thăng đưa đến hành doanh của Mộc Thạnh. Được rõ sự thật, Mộc Thạnh hết sức kinh hoàng bỏ chạy, bị các tướng xảo khả đuổi đánh và cũng phá tan nốt đạo quân này ở ngoài lĩnh thủy. Hơn một vạn quân minh bị giết, ngoài những kẻ bị ngã xuống khe ngòi, bỏ chạy không kể xiết. Mộc Thạnh một người một ngựa trốn thoát. 7. Quân Minh xin hòa giải Tới giai đoạn, giai đoạn này, viện quân của Minh Triều bị đại bại, tinh thần của đối phương ở nhiều chấn thành xã xuống rất mạnh. Nhiều tướng lĩnh Minh xin quy phục chỉ còn năm thành. Tây đô cổ lộng, tức là nền cũ của thành này còn là làng Bình Cách, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Đông Quan và Chí Linh vẫn chưa sao xuyên lắm. Đáng lẽ quân ta tổng tấn công các thành đó trong lúc quân dân của chúng ta đang hăng hái, Bình Định Vương Sai Viên thông sự Đặng Hiếu Lộc dẫn thôi tụ, Hoàng Phúc và một số tù binh cùng quả ấn song hổ và cờ kiếm sổ sách đưa vào thành Đông Quan. Trước đây bọn Vương Thông thấy quan quân ta phô những khí giới bắt được trong lúc hạ thành Sương Giang và tuy nghe thấy viện quân thua to nhưng vẫn còn vân vân. Nay được thấy hiển nhiên tình trạng của Hoàng Phúc thôi tụ thì tuyệt vọng và hoàng sợ hết sức. Bên ngoài chúng thấy Việt quân dựng đồn đắp lũy dự định công phá lại càng mất mật. Mưu thuật này đạt được đúng kết quả mong muốn là đánh một đòn nặng vào tâm lý địch giữa lúc họ đang khủng hoảng tinh thần biết tình thế hoàn toàn đổ vỡ, vương thông sơn thọ cử phái viên là thiên hộ họ hạ đến đại bản doanh của bình định vương đề nghị thành thực cầu hòa và xin mở đường cho chúng lui binh về nước. tướng sĩ và nhân dân không tán thành cuộc hòa giải vì lòng người còn căm giận sự tàn bạo trước đây của giặc minh dư luận vẫn còn vân vân nguyễn trãi bàn giặc minh tàn bạo nhân dịp này giết hết chúng đi là phải nhưng phải nghĩ nước mình là nước nhỏ Nước chung lớn gấp mấy chục lần thì xung đột với chúng chỉ là sự bất đắc dĩ. Nếu mối thù ngày một thêm sâu, giặc mất thể diện lại kéo binh sang nữa thì cuộc chiến tranh biết bao giờ mới dứt được. Sao bằng chấp thuận cuộc hòa hiếu để tạo phúc cho sinh linh hai nước, thả vương thông và đồng bọn về hẳn chúng không còn lòng nào trở sang nữa. Xem như bài biểu giấu trong thỏi sáp của Y gửi về Minh Triều có câu thôi đừng vì miếng đất hẻo lánh một phương mà làm nhọc nhằn quân lính đi xa muôn dặm bây giờ muốn đánh lại phải huy động đại quân như buổi như buổi ra đi đại tướng phải sáu bảy người vào hạng trương phụ nhưng dù lấy lại được thì sự giữ sau này cũng rất vẫn khó lòng vương gật đầu khen phải nói phục thù báo oán là cái thương tình của mọi người nhưng bản tâm người nhân không muốn có việc giết người bao giờ. Huống hồ người ta đã hàng mà giết thì không hay. Thỏa cái giận một lúc mà đeo cái tiếng muôn đời, giết kẻ độc hàng. Sao bằng cho muôn vạn người cùng sống để tránh cuộc chiến tranh cho đời sau, lại còn được tiếng thơm lưu truyền sử sanh mãi mãi. Qua câu nói trên đây của Bình Định Vương Lê Lợi, ta thấy rằng người xưa cũng quan niệm giết kẻ đã hạ khí giới, là nhỏ mọn tầm thường đối với đạo đức còn là điều bất nhân nữa. Ngoài ra, các nhà chính trị thổ đó cũng đã rõ sức mình sức người, nên trước đời bấy giờ cho tới đời này, tiền nhân ta luôn luôn có thái độ dè dặt, khiêm nhượng mỗi khi đuổi xong kẻ thù. Thái độ này quả là khôn ngoan lắm vậy. Sau việc bàn luận này, Vương cho lập đàn thể ở phía nam thành Đông Quan, hẹn đến tháng Chạp thì quân Minh phải về nước, còn với dân chúng, Vương tuyên lời cáo dụ cho biết chiến tranh đã kết liễu và nền độc lập của nước ta đã khôi phục xong. Các tướng lĩnh, lĩnh minh còn lại ở các thành khi ấy là Tại Đông Quan có Vương Thông, Mã Anh, Lý An, Trần Trí, Sơn Thọ, Mã Kỳ, Phương Chính. Tại Tây Đô có Hà Trung, tại Trí Linh có Cao Tường. Họ phải nộp lại cho quân ta bọn người, nam lĩnh quan chức của nhà Minh cùng những binh dân bắt hiếp phải theo. Chúng ta sửa đường xá, cấp phát thuyền bè cho bọn họ tùy tiện hai đường thủy bộ để hồi hương. Số tù binh cùng hành binh và vợ con của chúng có tới 10 vạn người. Cũng được trao trả cho họ xem con số này ta phải dùng mình về cái nạn ăn bám, cái nạn đục khoét của bọn giặc minh và thê tử thân nhân của chúng trong 10 năm cắm xả trên đất nước ta. Theo Trúc Khê trong cuốn Nguyễn Trãi, số người Tàu vừa quân vừa dân được hồi hương là 30 vạn. Theo Trần Trọng Kim, Bình Định Vương giao cho Mã Anh 2 vạn tù binh và cho Phương Chính, Hoàng Phúc, Sơn Thọ 500 chiếc thuyền cùng lương thảo đầy đủ để trở về bằng thủy đạo. Phương Thông lĩnh bộ binh đi sau và được tiễn biệt rất hậu. Theo sự truy cứu của chúng tôi, con số của hai ông đưa ra có lẽ không sát sự thực. Số tù binh và hàng binh có thể tới 2, 3 vạn. Tàn quân trong tay Vương Thông ít nhất cũng còn 1, 2 vạn. Quân của bọn Hoàng Phúc thôi tụ mang sang nước ta chuyến cuối cùng, dù bị chết nhiều, cũng còn vài vạn. Cộng với các viên chức hành chính và vợ con của họ ở ngót 500 nha môn, và nhân dân theo chúng sang bên này làm ăn hoặc báo hại phải trên 10 vạn. Vậy, theo con số của Trúc Khê e quá sự thật của Trần Trọng Kim thì ít quá. Cứ xem trong thời Tây thuộc kiểu dân Pháp, kể cả binh đội thường trú thời Bình còn tới 50.000. Với bọn người Minh trong thời chiến tranh và do sự gần gũi hai nước Việt Hoa, con số đó, con số có thể lên tới gấp đôi, gấp ba, 8 Việc cầu phong Về việc cầu phong, các nhà lãnh đạo thổ đó như trên đã nói đã cố gắng tránh sự mất thể diện cho Minh Triều nên đã đưa Trần Cao ra làm bung sung cho hợp với tinh thần tờ chiếu của vua Minh niên hiệu Vĩnh Lạc 1407 Minh Tiên Tông do lời báo cáo của bọn quan lại và tướng tá ở An Nam về cũng hiểu rõ địa vị của Trần Cao chỉ là một bù nhìn, nhưng vì thất trận và cũng thiệt hại quá nhiều binh mã nên đành chấp thuận việc cầu phong êm chuyện, nhất là quần thần đều tán thành cuộc bãi chiến với phương Nam. Lễ bộ thị lang là Lý Kỳ sang tuyên chiếu phong Trần Cao làm an Nam quốc vương và bãi tòa bố chính tháng chạp năm đinh tỵ bọn vương thông thất thể về đến Long Châu thấy tình trạng của binh tướng không sao gắng gượng được nữa Minh Đế đành ban sắc dụ trả nước An Nam và khuyên giữ lệ triều cống khoảng năm Hồng Vũ xưa chú thích năm Hồng Vũ tức là niên hiệu của Minh Thái Tổ một nghìn ba trăm sáu mươi tám một nghìn ba trăm chín mươi tám hết chú thích về phương diện tài liệu, chúng tôi thấy cần chấp bài chiếu xin cầu phong đại lược như sau. Khi vua Thái Tổ cao hoàng đế mới lên ngôi, tổ tiên tôi là Nhật Khuê vào chiều cống trước hết. Bây giờ, ngài có ban thưởng và phong tước vương. Từ đó, nhà tôi vẫn nối đời giữ bờ cõi, không bỏ thiếu lễ chiều cống bao giờ. Mới rồi, nhân họ hồ thoán nghịch. Vua Thái Tông văn hoàng đế đem quân sang hỏi tội, sau khi đã dẹp yên rồi, Ngài có hạ chiếu tìm con cháu họ Trần để giữ lấy dòng dõi cúng tế. Bấy giờ, quan tổng binh trương phụ tìm chưa được khắp, đã xin đặt làm quận huyện. Nguyên tôi lúc trước vì trong nước có loạn, chạy trốn qua xứ lão qua, cũng là tìm trốn yên thân mà thôi. Không ngờ người trong nước vẫn quen thói mọi, nhớ đến ân trạch nhà tôi thuở trước lại cố ý ép tôi phải về bất đắc dĩ tôi cũng phải theo dẫu rằng trong khi vội vàng bị người trong nước cố ép nhưng cũng là cái tội tôi không biết liệu xử mới đây tôi đã có xin lỗi trước hàng quân nhưng không ai chịu nghe bây giờ người nước tôi sợ phải tai vạ liền đem nhau ra phòng bị các cửa ải cũng là một kế giữ mình ngờ đâu quân quan quân xa xôi mới đến thấy voi sợ hãi tức khắc vỡ tan việc đã như vậy Dẫu bởi sự bất đắc dĩ của người trong nước cũng là lỗi của tôi, nhưng bao nhiêu binh mã bắt được đều được thu dưỡng tử tế, không dám xâm phạm một chút nào. Dám xin Hoàng thượng ngày nay lại theo như lời chiếu của vua Thái Tông Văn Hoàng đế, tìm lấy con cháu họ Trần, nghĩ đến cái lòng thành chiều cống trước nhất của tổ tiên tôi ngày xưa, mà xá cái tội to như gò núi ấy, không bắt phải phạt nặng bằng búa rìu khiến cho tôi được nối nghiệp ở xứ Nam để giữ chức triều cống, tôi đã sai người thân tín mang tờ biểu tạ và đưa trả ấn tín nhân mã tới trốn kinh sư, nay lại xin đệ tâu những danh số ấy. Ngoài tờ biểu này, sứ bộ là các ông Lê thiếu Đính, Lê Quang cảnh, Lê Đức huy còn dâng các phương vật sau đây: một hai người vàng để thay mình, hai một lư hương bằng bạc, ba một đôi hình đôi bình hoa bằng bạc 4 ba chục tấm lượt 5 14 đôi ngà voi 6 12 bình hương trầm 7 hai vạn nén hương duyến 8 24 cây hương trầm ngoài ra còn nộp hai cái đấu hai cái dấu đài ngân đôi hổ phù của trinh lự phó tướng quân cùng số quân đã bị bắt giặc đã ra khỏi bờ cõi công cuộc giải phóng dân tộc đến đây là thành công trọn vẹn bình định vương cử ông nguyễn trãi làm bài tuyên cáo quốc dân tức là bài bình ngô đại cáo bài bình ngô đại cáo là một áng danh văn chính trị được ghi vào văn học sử nước nhà chẳng những người đồng thời của ức trai tiên sinh phải khâm phục mà đến ngày nay cũng được coi là một tác phẩm bất hủ trúc khê dịch ra văn quốc âm như sau thay trời làm việc hoàng thượng dạy rằng việc nhân nghĩa cốt ở yên dân quân điếu phạt trước vì khử bạo nước đại việt ta nền văn hiến cũ non nước bờ cõi đã khác bắc nam phong tục vẫn riêng cơ đồ xây dựng trải triệu đinh lý trần đế bá tranh hùng cùng hán đường nguyên tống tuy mạnh yếu từng khi có khác nhưng hào kiệt chẳng thuở nào không cho nên lưu cung tham công mà phải thua triệu tiết muốn lớn càng mau mất toa đô đã bị bắt ở cửa hàm tử ô mã phải chết ở sông bạch đằng xét lại việc xưa hãy còn chứng rõ gần đây nhân họ hồ ngang ngược lòng người căm hờn quân minh thừa dịp hại dân đảng ngụy manh lòng đem bán nước hơ lũ đầu đen trên lửa bỏng đẩy phường con đỏ xuống hang sâu dối trời hại dân gian xảo dù muôn nghìn lối gây binh nhóm loạn tàn hại trải hai mươi năm nhân nghĩa vứt đi hoài vũ trụ tưởng chừng muốn sập thuế má vét cho đẫy núi khe sạch nhẵn như chùi kẻ bị ép xuống khơi mò ngọc cá nuốt sông vùi bẫy dân cạm đặt khắp nơi nơi vét vật lưới trăng từng trốn trốn dẫu loài sâu bọ cỏ cây khôn bề rảnh sống đến kẻ quá bụa cùng khổ khó nỗi an thân máu mỡ dân chúng nay xây mai dựng trốn châu lý nặng nề siêu dịch trong xóm làng quặn vắng cửi canh múc cả nước Đông Hải dễ mà rửa sạch thanh nhơ, đắn hết chúc Nam Sơn chẳng đủ biên ghi tội ác, thần người đều căm giận, trời đất chẳng rong tha, ta phát tích tự núi Lam Sơn, nó mình trong nơi hoang dã, chiếc thù lớn làm ngơ không thể, cùng giặc giả chung sống được sao, đau lòng não ruột đã ngoài mười niên, nếm mặt nếm mật nằm gai phải đâu một buổi quên ăn bỏ ngủ rủi mài các sách lược thao xét xưa nghiệm nay suy cứu mọi lẽ hưng phế đồ hồi chính định thức ngủ không quên giữa khi quân nghĩa nổi lên chính lúc thế giặc đang mạnh buồn nỗi nhân tài còn ít ỏi tuấn kiệt còn vắng thưa chạy trọt sau trước không đủ người chủ hoạch mưu mô còn thiếu kẻ chỉ vì lòng dân cứu dân không nguôi nửa khắc Cho nên xe đã hiền dành sẵn một bên Nhưng đợi người người vẫn xa xăm Mà việc mình mình càng nóng sốt Giận giặc tặc đồ chưa trừ khử được Buồn quốc bộ vẫn chân khiển hoài Linh Sơn Hương cạn đến hàng tuần Khôi huyện quân không còn một toán Bởi trời muốn thử ta để trao nhiệm vụ nên ta càng gắng trí để chống gian nan, tu tập các đám lưu dân tay vác cần câu ra đánh giặc, ngắn bó một lòng phụ tử rượu hòa nước lã để khao quân, lấy yếu chống mạnh hoặc đánh lúc bất ngờ, lấy ít địch nhiều hoặc dùng quân mai phục, rút lại thì lấy đại nghĩa mà thắng được hung tàn, lấy trí nhân mà đè được cường bạo, giải Bồ Tát sấm giam gian chấp giật miền trả lân chúc trẻ ngói bay sĩ khí nhân thế càng tăng thêm quân thanh nhân thế càng lừng lẫy một bọn trần trí sơn thọ nghe hơi mà bờ vía mấy gã lý an phương chính nhịn thở cầu thoát thân thừa thắng ruổi dài tây kinh đã thu phục thuận đường thẳng tiến đông đô lại lấy về máu ninh kiều linh láng thành sông tanh trôi muôn dặm tây tốt động trúc động ngổn ngang đầy nội như đẻ nghìn năm trần hiệp là tâm phúc của giặc đã phải bêu đầu lý lương là sâu mọt dân ta lại liền bỏ mạng vương thông nhảy vào chữa cháy mà càng cháy mã anh xông đến gỡ nguy mà càng nguy bó tay đợi chết họ đã quẫn cùng không đánh tự tan ta dùng mưu thuật vẫn tưởng chúng phải thay lòng đổi ý, không ngờ họ còn dở chuyện bày trò. Vì ý kiến một người gieo vạ cho bao nhiêu kẻ khác, tham công danh một buổi để cười cho tất cả nhân gian. Do đó thằng nhãi tiên đức nối giáo không ngừng, khéo sai thằng liễu thăng đem dầu chữa cháy. Đinh mùi tháng 9, liễu thăng dẫn binh từ khâu ôn tiến đến. Năm ấy tháng 10, Mộc Thạnh chia đường từ Vân Nam kéo sang. Ta đã đặt phục binh đánh cho dập đầu Sau lại đặt kỵ binh triện cho đứt cuối Ngày 18 Liễu Thăng bị đánh Sa cơ ở Chi Lăng Ngày 20 Liễu Thăng bị thua bỏ mạng ở Gò Yết Ngựa Ngày 28 Thượng Thư Lý Khánh cùng kế phải quyên sinh Ta đưa mũi nhọn rạch phăng Họ quay đầu giáo đánh lộn Kế đó bốn mặt thêm quân để vây bọc định đến trung tuần tháng 10 sẽ diệt trừ, bèn tuyển những đội quân gấu hùm và sai những bầy tôi nanh vuốt, voi uống khiến nước sông vơi cạn, gươm mài nên đá núi thủng mòn, một trần mà ngạc mổ kình phanh, hai trận mà chim tan thú giãn, tổ kiến lớn phá toang đê núng, trận gió to rung chút lá khô đô đốc thôi tụ quỳ gối xin thương thượng thư hoàng phúc cúi đầu chịu trói lương sơn lạng giang thay chết nằm bể bộn sương giang bình than máu đỏ nhuộm lênh láng gió mây đến nỗi bàng hoàng nhật nguyệt ra chiều ảm đạm quân vân nam bị ta chẹn ở lê hoa hồ đồ sợ bón mà trước tự vỡ mật quân mộc thạnh bị ta phá ở cần trạm dày đạp lẫn nhau mà chạy lấy thoát thân lãnh câu máu chảy đầy sông nước vang tiếng rú đan xá thay chồng khắp nội cỏ đẫm màu hoen cứu binh hai đạo đã vỡ tan tành cùng khấu các thành đều cởi giáp hàng phục tướng giặc bị cùng van vì họ đã xin cho toàn mạng thần võ chẳng giết khoan hồng ta cũng mở lượng hiếu sinh bọn tham chính phương chính nội quan mã kỳ trước được cấp 500 chiếc thuyền đã vượt bể mà vẫn hồn kinh phách tán. Lũ tổng binh vương thông tham chính mã anh lại được cấp mấy nghìn cỗ ngựa đã về nước mà còn mặt xám mày xanh. Họ đã tham sống sợ chết mà hòa hiếu thực lòng. Ta thấy toàn quân là hơn để nhân dân nghỉ sức. Chẳng những mưu kế đã sâu xa nhiều lắm. Cũng là xưa nay chưa nghe thấy bao giờ xã tắc từ đây sẽ vững yên non sông từ đây sẽ đổi mới càn khôn đã bị mà lại thái nhật nguyệt đã mờ mà lại trong đặng mở nền bình trị muôn năm đặng rửa vết thẹm thùng nghìn thuở âu cũng do trời đất tổ tông linh thiêng đã lặng thầm giúp vì mới được thế ôi ba quân rong ruổi hoàn thành công đại định mừng nay bốn bể thăng bình báo cáo lời duy tân từ đó bảo khắp thiên hạ ai nấy đều hay mời các bạn đón đọc phần tiếp theo của tác phẩm việt sử toàn thư tác giả phạm văn sơn thực hiện ban biên tập trang web việt sử org năm 2021